án căn hộ Hưng Thịnh Linh Đàm Hanoi Melody Residences tọa lạc tại khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hệ thống giao thông bố trí hợp lý, kết nối với trục đường quốc lộ 1A cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đường vành đai 3 tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển của cư dân sinh sống tại đây. Hệ thống tiện ích khu căn hộ Hưng Thịnh Hanoi Melody Residences Linh Đàm phong phú với hệ thống trung tâm thương mại, hệ thống bể bơi 4 mùa, khuôn viên cây xanh. Không gian xanh rộng rãi phía dưới dự án sẽ là nơi vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Các căn hộ Hanoi Melody Residences được thiết kế thông minh với mật độ xây dựng theo tiêu chuẩn. Các sàn căn hộ được bố trí với nhiều ô thoáng nhằm cung cấp ánh sáng và gió cho các sảnh. Hệ thống thang máy hiện đại, tốc độ cao, đội ngũ bảo vệ 24/7 sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh tự động. Thiết kế không ba hầm đỗ xe, dự án khẳng định sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho các hộ dân sinh sống. Thiết kế căn hộ Hanoi Melody Residences tối ưu với không gian mở tầm nhìn bao quát. Các phòng ngủ đều có cửa sổ lớn, hướng ra ngoài trời đón sáng, gió tự nhiên giúp căn hộ luôn thông thoáng mát mẻ. Khu bếp và phòng khách được tách riêng biệt có sân phơi riêng. 100% căn hộ có 2 lô gia, khu bếp riêng biệt tất cả các phòng đón ánh sáng tự nhiên. Phòng khách được nối với phòng ăn, có ban công riêng giúp tối ưu diện tích thuận tiện trong sinh hoạt. Dự án đang được chủ đầu tư Hưng Thịnh triển khai và chính thức ra mắt thị trường trong năm nay.